Vâng thưa các bạn, và đồ uống thứ tư của chúng ta có tên gọi là nước mía cam xoài. Nguyên liệu ở đây bao gồm là nước mía, mứt xoài của thương hiệu Sensini, nước cam tươi. Và đó là những nguyên liệu chính, còn những nguyên liệu ăn kèm thì mọi người có thể theo những ở những cái bài trước rồi nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu làm món này nhé. Đầu tiên thì mọi người sẽ cho vào bình lắc là 150ml nước mía. Tiếp theo chúng ta sẽ cho vào là 30ml nước cam tươi, 20ml mứt xoài. Thêm đá và chúng ta lắc đều lên. Sau đó thì mọi người sẽ cho ra ly và trang trí nhé. Ở đây thì mình sẽ trang trí thêm một lát cam vàng vào thành cốc. Điểm lên ở phía trên sẽ là một chút xoài tươi để nhận diện đồ uống được rõ ràng hơn. Và mình cũng sẽ cho thêm dừa khô và dừa tươi mọi người nhé. Về cái topping này thì mọi người có thể tùy ý mình mix theo cái order của khách hàng ấy. Không nhất thiết là phải cố định. Rồi, và không thể thiếu được một cái thanh mía. Thêm một chiếc lá bạc hà. Như vậy là mình đã hoàn thành xong đồ uống.